Bài 6. Hành trình đi đến độc lập dân tộc ở Đông Nam Á. 1. Phong trào đấu tranh chống thực dân xâm lược ở Đông Nam Á. A. Đông Nam Á hải đảo. Indonesia. Cộng PT đấu tranh chống thực dân Hà Lan đã bùng nổ mạnh mẽ từ thế kỷ 16-19. Cộng tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa của Hoàng tử Nico Negozo năm 1825 đến năm 1830. Cộng lực lượng, đông đảo quần chúng nhân dân. Cộng kết quả, gây tổn thất nặng nề cho chính quyền thực dân và cổ vũ phong trào đấu tranh giai đoạn sau. Philippines. Cộng cuộc đấu tranh chống thực dân Tây Ban Nha bùng nổ từ 1521 và kéo dài hơn 3 thế kỷ. Cộng tiêu biểu là khởi nghĩa của Dagaho ở Boho kéo dài nhất năm 1744 đến năm 1829. B. Đông Nam Á lục địa, Miến Điện. Cộng Thi Đi Anh xâm lược từ năm 1821 đến năm 1885, kéo dài hơn 60 năm. Cộng PT đấu tranh chống thực dân Anh đã bùng nổ mạnh mẽ từ năm 1885 đến năm 1895. Cộng phong trào chiến tranh du kích lan rộng trong cả nước. Cộng lực lượng, đông đảo quần chúng nhân dân. Cộng kết quả, gây tổn thất nặng nề cho chính quyền thực dân và cổ vũ phong trào đấu tranh giai đoạn sau. Việt Nam. Cộng cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp từ 1858 làm thất bại kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Pháp. Cộng tiêu biểu là phong trào kháng chiến ở Nam Kỳ và Bắc Kỳ. Cộng lực lượng, đông đảo các tầng lớp nhân dân. Cộng kết quả, thực dân Pháp phải mất gần 30 năm mới đạt được ách đô hộ trên toàn bộ đất nước Việt Nam. Campuchia. Cộng phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp diễn ra sôi nổi trong cả nước. Cộng tiêu biểu, khởi nghĩa Sivota năm 1861 đến năm 1892. Khởi nghĩa Achaswa năm 1863 đến năm 1866. Khởi nghĩa Pucombo năm 1866 đến năm 1867. Cộng kết quả, gây nhiều tổn thất cho thực dân Pháp. 2. Các giai đoạn phát triển của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Đông Nam Á. Từ cuối thế kỷ 19 đến 1920. Cộng phong trào chuyển từ đấu tranh tự vệ sang đấu tranh giành độc lập, ý thức hệ phong kiến chuyển sang khuynh hướng tư sản. Cộng cuối thế kỷ 19 xét sự ra đời và phát triển của giai cấp vô sản của các nước Đông Nam Á tạo nền tảng cho sự hình thành khuynh hướng mới trong phong trào đấu tranh. Từ năm 1920 đến năm 1945, cộng giai cấp vô sản bắt đầu bước lên vũ đài chính trị. Cộng các đảng cộng sản được thành lập ở một số nước lãnh đạo phong trào đấu tranh giành độc lập. Từ năm 1945 đến năm 1975, cộng quân đồng minh giành thắng lợi trong chiến tranh thế giới thứ hai tạo thời cơ cho phong trào. Cộng năm 1945 đến năm 1954 phong trào đấu tranh dâng cao, nhiều nước giành độc lập. Cộng năm 1954 đến năm 1975 các nước lần lượt hoàn thành đấu tranh giành độc lập dân tộc. Sao nhận xét về phong trào? Mục tiêu đấu tranh chống ách thống trị của thực dân phương Tây, giành độc lập chủ quyền của đất nước. Diễn ra sôi nổi, bền bỉ và quyết liệt. Lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Hình thức đấu tranh phong phú và đa dạng. Kết quả cuối cùng giành thắng lợi. 3. Thời kỳ tái thiết và phát triển sau khi giành được độc lập. A. Những ảnh hưởng của chế độ thực dân. Sao ảnh hưởng tiêu cực. Kinh tế. Cộng phần lớn các nước Đông Nam Á vẫn là những nước nông nghiệp lạc hậu. Cộng một số nước rơi vào tình trạng thiếu lương thực, đói kém. Chính trị, cộng chính sách, chia lệ trị, phân biệt đối xử dẫn đến chia rẽ cộng đồng dân cư. Cộng tình trạng xung đột về sắc tộc, tôn giáo còn kéo dài ở một số nước. Văn hóa, cộng ảnh hưởng đến việc bảo vệ và phát huy những giá trị truyền thống của nền văn hóa các dân tộc ở Đông Nam Á. Sao ảnh hưởng tích cực, phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa du nhập vào Đông Nam Á. Hệ thống giao thông vận tải.
cơ sở hạ tầng của các nước ở Đông Nam Á có sự thay đổi. Hệ thống pháp luật, hành chính của các nước Đông Nam Á có sự thay đổi theo hướng tích cực. B. Quá trình tái thiết và phát triển. Sau sự tái thiết và phát triển của các nước sáng lập tổ chức ASEAN, sau khi giành độc lập Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan đã tiến hành công nghiệp hóa từ những năm 50s. Cộng giai đoạn 1, công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu. Cộng giai đoạn 2, công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu. Các nước đã đạt được những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế. Sau sự tái thiết và phát triển của các nước Đông Dương và Brunei, Myanmar, các nước Đông Dương, Việt Nam, Lào, Campuchia từng bước chuyển sang nền kinh tế thị trường tiến hành công nghiệp hóa từ cuối thập kỷ 80-90s. Brunei sau khi giành độc lập 1984 điều chỉnh chính sách đa dạng hóa nền kinh tế. Myanmar bắt đầu tiến hành cải cách kinh tế từ cuối 1998. Các nước đã đạt được những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế.